Xin chào quý anh chị đã đến với kênh Trang Nhà Phố. Hiện tại em Trang đang ở một nơi rất là đặc biệt. Hôm nay em muốn giới thiệu tới quý anh chị một dinh thự triệu đô của thế giới siêu giàu có tại thành phố Nha Trang. Đây là lần đầu tiên em nhận được một lời mời đến một nơi mà lần đầu tiên trong đời em được đặt chân đến. Thực sự em đang đứng trên một dinh thự trị giá 10 triệu đô la Mỹ. Thực sự là một cái cảm giác vô cùng là tuyệt vời khi em được có cơ hội đặt chân đến nơi này. Hôm nay em xin dẫn quý anh chị đi theo chân em cùng xem, cùng tham quan xem bên trong cái dinh thự 10 triệu đô đấy có những gì ạ. Em xin mời quý anh chị cùng theo chân em nhé. Wow, vừa mới bắt đầu bước chân vào bên trong dinh thự, một mảnh vườn nhỏ ập ngay vào trước mắt quý anh chị. Cực kỳ thông thoáng, cực kỳ là gần gũi với thiên nhiên ạ. Chúng ta đang không biết là đang đứng ở bên trong hay là bên ngoài nữa ạ. Và từ đây chúng ta có thể nhìn thẳng ra ngoài phía biển luôn ạ. Một không gian vô cùng là tuyệt vời luôn ạ. Wow, phòng khách cực kỳ đẹp, cực kỳ là ấn tượng ạ. Với chiều cao trần lên tới 8 mét ạ. Phòng rộng 80 mét luôn nha quý anh chị. Thiết kế vô cùng là tuyệt vời ạ. Thực sự đây là những cái cảnh mà trước giờ em chỉ thấy ở trên phim thôi quý anh chị ạ. Trước giờ cứ hay xem phim Hàn Quốc ấy thì thấy những cái khung cảnh lãng mạn tuyệt đẹp. Mình cứ nghĩ là chẳng bao giờ mình có cơ hội đặt chân đến. Và hôm nay em đã được trải nghiệm, em đã được tận mắt nhìn thấy. Thực sự là trên cả tuyệt vời luôn ạ. Đây là dự án đầu tiên tại Việt Nam được dùng tất cả nội thất nhập khẩu từ châu Âu về nha quý anh chị. Đây là chiếc bàn ăn ạ. Mặt bàn là gỗ nguyên khối tấm dày 55mm ạ, đế bằng đồng. Và toàn bộ tất cả những cái dụng cụ trên bàn đều được nhập khẩu từ Italy nha quý anh chị. Những chiếc ghế rất là đặc biệt ạ, được làm bằng nệm chống cháy nha quý anh chị. Đây là bộ sofa ngoài phòng khách, cực kỳ ấn tượng ạ, rất là đẹp luôn ạ. Bộ ghế sofa này đặc biệt được làm từ đệm lông ngỗng nha quý anh chị. Vải rất là mềm, gia công rất là tuyệt vời ạ. Vật liệu thì không còn gì để mà chê nữa ạ. Chuẩn chỉnh đến từng đường kim mũi chỉ ạ. Tiếp theo đến chiếc ghế bành này, thuộc bộ sưu tập năm 2020 bestseller của hãng. Có một cái giá trị rất là lớn ạ. Không gian sang trọng bắt nguồn từ nội thất cực kỳ là quý giá. Ở đây có tất cả những điều đó. Một chiếc đèn chùm rất là lớn được thả từ trên trần nhà thả xuống, tạo điểm nhấn trong căn phòng này.
Tiếp theo chúng ta cùng đi vào bên trong phòng ngủ. Đây là khu vực bàn trang điểm ạ. Nhìn rất là sang trọng phải không ạ? Đây là khu vực tủ đồ, rất là tiện nghi ạ, rất là đẹp ạ, rộng rãi, hai bên luôn nha quý anh chị. Wow, đây là khu vực phòng ngủ. Chỉ biết wow thôi quý anh chị ạ. Quá tuyệt vời. Và một điều đặc biệt trong dinh thự này, đó là tất cả các phòng đều hướng ra phía biển nha quý anh chị. Thức dậy là chúng ta có thể ngắm mặt trời mọc ở phía ngay trên phòng ngủ rồi ạ, ngay trên giường ngủ luôn ạ. Và những cái cửa ở đây được thiết kế là cửa Euro Window ạ, cách âm rất là tốt ạ. Đêm ngủ không hề nghe có tiếng sóng biển luôn nha quý anh chị. Thực sự đây là những cảnh mà em chỉ trước giờ chỉ có nhìn thấy ở trên phim thôi ạ. Đây là khu vực phòng tắm. Trong mỗi một phòng ngủ đều có một phòng tắm riêng như thế này nha quý anh chị. Vô cùng đẳng cấp, vô cùng là sang trọng ạ. Thực sự là quá là tuyệt vời luôn ạ. Rất là đẹp luôn ạ. Cả tắm bên ngoài lẫn tắm bên trong. Khu vực bồn rửa tay. Được cái máng rửa tay, cái bồn rửa tay ấy là được thiết kế bằng đồng nguyên khối luôn nha quý anh chị. Rất là sang trọng ạ. Bồn rửa tay được thiết kế ở cả hai bên và phía trước mặt quý anh chị đấy là một cửa, chúng ta có thể đi ra phía ngoài để tắm, để phơi nắng và đi vào bên trong phòng tắm để tắm lại. Từ phòng tắm này cũng có thể nhìn ra biển luôn nha quý anh chị. Đây là một số dụng cụ được sắp xếp bố trí sẵn. Tất cả những dụng cụ này để phục vụ cho quá trình. Đây là những dụng cụ để pha rượu đấy ạ. Pha cocktail đấy ạ. Nhìn đã thấy đẳng cấp rồi phải không ạ? Và đây là khu vực hồ bơi. Trong dinh thự này có những hai hồ bơi luôn nha quý anh chị. Từ hồ bơi này, quý anh chị có thể tắm ở bên trong hồ bơi hoặc có thể tắm ở ngoài biển ạ. Và đây là khu vực để chúng ta có thể tắm nắng ở đây. Và khi mà vừa nằm tắm nắng, vừa phơi nắng thì khi đó chúng ta có thể nhìn thấy được cái nước hồ bơi kết hợp với biển, nó là một đường thẳng luôn nha quý anh chị. Bể bơi được lát đá mosaic 7 màu nha quý anh chị.
nhìn lấp lánh rất là đẹp và rất là sang trọng ạ. Và đây là một không gian vô cùng là lý tưởng ạ, dành cho những buổi liên hoan hay là tiệc ngoài trời. Sát biển luôn ạ, một khung cảnh hoàn toàn là vô cực luôn nha quý anh chị, giống như chúng ta đang ở trên một hòn đảo vậy ạ. Bởi vậy mà biết bao là tỷ phú trên toàn thế giới rất là muốn những sở hữu một biệt thự nó có những cái khung cảnh như thế này đấy ạ. Và em xin mời quý anh chị cùng nhìn ngắm lại một lần nữa không gian của phòng khách vô cùng là tuyệt vời. Những khung cảnh mà chúng ta dường như là chỉ thấy ở trên phim thôi ạ. Và bây giờ đã hiện ra ngay trước mắt chúng ta đây ạ. Vâng, vừa rồi em Trang đã gửi tới quý anh chị những cảnh vô cùng tuyệt đẹp của dinh thự này rồi ạ. Đây thực sự là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời với em Trang ạ. Rất là nhiều là cảm xúc đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác ạ. Bởi vì những cái cảnh đẹp hút hồn, thật sự là say đắm, đi vào lòng người luôn nha quý anh chị. Đây là một trong những địa điểm rất là nổi tiếng trên khu vực phía Bắc của thành phố Nha Trang mà em muốn giới thiệu tới quý anh chị ạ. Em cảm ơn quý anh chị đã theo dõi hết video của em ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo nha.